Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Giao Bảo Luxury. Ngày hôm nay thì chúng tôi rất có một cái may mắn là chúng tôi có quy tụ đủ 3 chiếc đồng hồ có một điểm chung, nó là có đuôi 96. Và tại sao lại là 96 thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong video này các bạn nhé. Chiếc đồng hồ nguyên thủy đầu tiên, Calatrava nguyên thủy đầu tiên của Patek thì mang mã hiệu là 96. Và nó ra đời năm 1932. Và lúc đó là cái thời điểm mà gia đình Stern bắt đầu nắm giữ Patek Philippe. Thì cái chiếc đồng hồ đó là một trong những chiếc đồng hồ mà đã đem lại những cái thành công vô cùng vang dội, và nó được sản xuất 40 năm các bạn ạ. Nó được sản xuất trong 40 năm. Và đến ngày hôm nay thì phiên bản mà tương tự như cái phiên bản 96 đấy, nó mang mã hiệu là 5196, vẫn được tiếp tục sản xuất. Và chiếc đồng hồ ngày hôm nay chúng tôi đang có sẵn ở đây, đó là một phiên bản 5196, 5296 và 5396. Cả 3 chiếc đồng hồ này đều là phiên bản với lớp vỏ vàng hồng. Và chúng ta hãy cùng nhìn qua và đánh giá một chút về 3 chiếc đồng hồ này các bạn nhé. Và đây, như các bạn anh đang nhìn thấy, chiếc đồng hồ bên tay trái tôi đó chính là chiếc đồng hồ 5196, với tính năng cơ bản đó chính là giờ, phút và kim dây nhỏ, hay gọi là kim dây mini second các bạn ạ, ở góc 6 giờ. Chiếc đồng hồ ở giữa đó chính là chiếc 5296 với chức năng là 3 kim một lịch. Và chiếc 5396. Chiếc 5396 này thì có cái bộ lịch rất là hữu ích, đó là lịch thường niên. Đó, như các bạn đang nhìn thấy ở đây. Và 3 chiếc đồng hồ này thì đều là những chiếc đồng hồ cổ điển. Giá của 3 chiếc đồng hồ này ở thị trường mặt bằng chung, 3 chiếc đồng hồ đó là 5196 dao động khoảng 15.000 USD và 5296 khoảng 20.000 USD, 5396 là 30.000 USD. Ở hệ quy chiếu là những chiếc đồng hồ đã qua sử dụng các bạn nhé, và tình trạng tương đối tốt. Đó, với chênh lệch như thế thì chúng ta sẽ được gì? Đầu tiên, với phiên bản gọi là, tôi nói là di sản của Patek, chiếc đồng hồ giống với nguyên bản nguyên mẫu 96 nhất, đấy là chiếc 5196, thì chúng ta sẽ được một lớp vỏ đường kính là 37mm với dáng vỏ, đây như các bạn đang nhìn thấy, mỏng, chưa đến 8mm các bạn. Khi đeo lên tay thì sẽ ẩn ở dưới cái cổ tay áo sơ mi của chúng ta. Hai bên hông thì được hoàn thiện xước. Và chiếc đồng hồ này 2,5 kim không có lịch. Chúng ta sẽ lên cót bằng tay. Cái cảm giác lên cót mỗi sáng với một ly cà phê, đó là cái cảm giác tôi cho là tuyệt vời nhất, khởi đầu buổi sáng rất là hoàn hảo. Đó, khoảng trên dưới 15.000 USD cho chiếc 5196. Đó, đáy là đáy đóng các bạn ạ. Và máy của chiếc đồng hồ này thì cũng không được đẹp để Patek có thể show ra. Vì đấy, đó là lý do mà chúng ta sẽ thấy họ đa phần là đóng cái cụ máy 215 này. Tiếp đến là chiếc đồng hồ 5296. Thì lên 52 thì chúng ta sẽ được thêm gì? Lên phiên bản 52 thì chúng ta sẽ được thêm một kim dây. Kim dây ở giữa. Chiếc đồng hồ lúc nào cũng vận hành rất là đẹp mắt, với kim dây luôn luôn chạy. Và một ô lịch góc 3 giờ. Và chiếc đồng hồ này thì có đáy là đáy kính sapphire. Và chúng ta sẽ thêm ngân sách 5.000 đô, 5.000 USD. Thì chúng ta sẽ được sở hữu thêm chiếc 5296 với chức năng là 3 kim một lịch, máy tự động. Và lên đến ngân sách 30.000 USD thì chúng ta sẽ được gì? Một chiếc đồng hồ được xếp vào hạng complication, tức là hạng phức tạp, với lịch thường niên, đó là phiên bản 5396. Đó, với chúng ta sẽ được một bộ lịch là thứ tháng này, moon phase này và giờ 24. Đó, giờ 24 ở góc 6 giờ các bạn nhé. Và đi kèm đấy là một khóa là được rất nhiều người chơi Việt Nam yêu thích, đó là khóa hoa thị. Câu hỏi đặt ra trong video này đó là, nếu như chúng ta đang có 25.000 USD thì chúng ta sẽ lựa chọn chiếc đồng hồ nào? Đó, chúng ta có thể cố gắng để mua được, bỏ ra thêm 5.000 USD để chúng ta sẽ lựa chọn chiếc 5396 lịch thường niên, với tính năng lịch tôi nghĩ là rất là hữu ích. Lịch thường niên có moon face đẹp mắt nữa, khóa hoa thị trang bị đầy đủ rất là ok, mặt trắng truyền thống. Hay là chúng ta chọn một phương án an toàn là 5296, đơn giản hơn, 3 kim một lịch, khóa cài. Hay là chúng ta sẽ lựa chọn một chiếc đồng hồ lên dây hàng ngày, 5196. Nếu là tôi thì tôi sẽ lựa chọn một chiếc đồng hồ 5196.
Bởi vì sao? Tôi sẽ chọn một chiếc đồng hồ lên dây vì cái việc lên dây đối với tôi là một niềm đam mê và yêu thích. Hàng ngày tôi có thể lên dây vào buổi sáng, mỗi ngày khoảng 10-20 tay cót. Và cái phần dư còn lại thì tôi sẽ lựa chọn một chiếc đồng hồ một chiếc đồng hồ là DNA của một thương hiệu khác. Ví dụ như là một chiếc đồng hồ Day-Date đã qua sử dụng, có ngân sách khoảng tầm 13-17.000 USD, không cần mặt số có hạt, nhưng nó là một chiếc đồng hồ Day-Date chẳng hạn, thì tôi có thể đeo hai chiếc đồng hồ này thay đổi. Đó là lựa chọn của tôi. Thế còn lựa chọn của các bạn là gì? Nếu như các bạn có 25.000 USD, hãy comment ở phía dưới video này cho chúng tôi biết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.